tôm vô sát sát đi nha. Dễ té lắm đó. Em biết rồi. Bằng lòng đi em, anh về quê dắt má lên liền. Ngày mai đám cưới rước dâu bằng xe ba bánh. Ba má ngồi trong thùng xe, anh và em ngồi dưới sau về. Ê, ê, nhột mày. Dạ. Anh làm gì đâu, người ta dịnh với nhột gì. Đúng là cái văn chương con nít anh ha. Ca tầm bậy tầm bạ không à. Mà nè, hát vậy hả, ba má mà nghe được là rầy chết luôn á. Không dám đâu, ba má nghe lại ba má còn khoái nữa. Hồi xưa ổng bả nhiều khi còn hơn mình nữa đó. Ờ đúng rồi. Ờ, ba má ơi. Ba má ơi. Anh à, anh đãng tí vừa vừa thôi. Gì? Hồi nãy anh là người mở cửa mà. Ồ ha. Vậy chắc là hai ông bà đèo nhau đi sắm quà mừng con dâu trong ngày hôn lễ đó mà. Cho con trai quý tử thì có. Hồi chưa quen em thì anh là number one. Ừ. Number one của lão Phật gia. À. Còn bây giờ có em, anh đã rớt hạng rồi. Chắc vậy quá. Anh number two. Em nói anh nghe nè, hổm rày lu bu nhiều việc quá à. Em chỉ sợ tới ngày đám cưới á, bạn bè chê là cô dâu già nè, xấu hơn chú rể á. Em đừng có suy nghĩ lung tung. Em đẹp như vậy thì làm sao già hơn anh cho được. Ủa anh này. Gì đó. Em thí dụ nha. Thí dụ gì? Thí dụ anh và em nè, là hai người hoàn toàn xa lạ. Trời đất ơi, đừng nói bậy bạ có điềm nghe. Không, em nói thiệt á. Nếu mà hoàn toàn xa lạ, anh đón em khoảng nhiêu tuổi? Cười hoài á. Không giận nghe. Không giận đâu. Nói không phải nịnh em chứ làn da của em mơn mởn y như con nít 8 tuổi vậy. Cái anh này, vậy chắc em là con nít quỷ quá. Ừ? Mới có 8 tuổi mà đi lấy chồng. Anh chưa có nói hết mà. Vậy chứ còn gì nữa. Còn cái đôi môi của em thì nó mọng đỏ y như là cô gái vào độ trăng tròn vậy. Em chỉ sợ là chưa đám cưới á, cho nên là anh mới đưa em lên mây vậy đó. Cái chừng mà ở với nhau có con rồi á, đem người ta đi hạ thủy luôn à. Bởi vì ông bà mình nói đúng mà, lời thật mất lòng. Em không có tin anh đâu. Em vậy mà 16 hả? Thì 16 cộng với lúc nãy 8 nữa là 24. Trời ơi, cái anh này xạo ghê vậy đó. Biết người ta 24 rồi, cái làm bộ đó người ta trúng phốc à. Anh, gì? Nói nghe nè. Hả? Anh có biết là em ghét anh nhất trên đời không? Biết. Bởi vì con gái nó ghét là yêu mà. À, sắp có vợ rồi nha, mà còn y như là con nít vậy đó. À, hết hồn, anh làm gì? Anh rất hạnh phúc khi được em nhận lời làm vợ. À, tất nhiên rồi. Chứ hồi nào anh vợ hả? Có ai ngỏ lời cưới em đâu. Giờ có người cưới rồi nè. Thanh, I love you. Ngọt ái nghi. Em có biết là em đẹp nhất trong lòng anh không? Em biết chứ. Anh chờ đợi ngày này lâu lắm rồi. Em cũng chờ đợi ngày này lâu lắm rồi. Ta sẽ cùng dắt tay nhau sống cuộc đời hạnh phúc nhất. Em chịu không? Em rất là tội nguyện. Anh biết không, em hứa với lòng mình, em sẽ yêu anh mãi mãi. Anh sẽ mãi mãi yêu em. Mà anh nè. À, trời ơi, tự nhiên làm mất hứng vậy. Có gì em? Cái đêm tân hôn của mình á, em nghĩ rằng sẽ tràn ngập một tình yêu, phải không anh? Phải. Đêm tân hôn, anh sẽ... Anh sẽ làm sao? Anh sẽ... Anh sẽ làm sao? Sẽ bồng em lên, đặt trên chiếc giường xinh xắn, màu trắng muốt. Ôi trời. Lúc đó, em sẽ giống như là một nàng công chúa. Rồi sao nữa anh? Anh sẽ nhẹ nhàng tháo từng chiếc giày trên đôi chân xinh xắn của em. Ôi! Mấy cái chuyện đó để em tự làm được rồi. Không, anh không cho em làm. Anh không cho em làm bất cứ một chuyện gì hết. Rồi anh sẽ từ từ tháo găng tay và kéo chiếc áo sơ ri ra khỏi người em. Chuyện gì vậy anh?
Rồi anh sẽ... Sẽ sao? Tự tay giặt cho xong mớ đồ đó, để sáng mai vợ chồng mình đi trả cho mồi đền thấy bà. Cái lãng không? Tự nhiên nói làm em hồi hộp muốn chết luôn à. Nè, mà anh nói thì nhớ giữ lời nha. Cái đêm tân hôn mà xỉn quất cần câu á, quên làm nhiệm vụ giặt đồ á, là ăn đòn với em đó. Yên tâm, bây giờ anh... Anh sao? Anh muốn... Muốn gì? Thanh Thanh, đưa mắt qua đây anh thổi bụi cho. Bụi vô mắt em phải không? Mắt em đâu bị bụi đâu. Có, mới thấy nè. Ủa vậy hả? Ờ, bụi, bụi chắc là đau quá à. Hồi thời con gái, mắt của má nhỏ nhai hột mè vậy đó. Từ lúc quen với ba con, nhờ ổng banh con mắt, ổng thổi bụi riết, mà bây giờ mắt má to như mắt bồ câu trông dễ thương. Thì con giống cha là nhà có phúc chứ làm sao. Thay mang vậy chứ má hiểu tâm lý lớp trẻ lắm. Hơn nữa chỉ còn tuần nữa thôi, tụi con là vợ chồng với nhau rồi. Thấy tụi con thương nhau, ba má mừng không hết à. Tụi con cũng mới về tới à má ơi. Ba má đi đâu mới về vậy? Mà con thấy cái nét mặt đó, hả, của ba má rạng rỡ đâu có kém gì. Vợ chồng son à. Anh nè, cái câu đó là anh Minh nói á, chứ không phải con nói đâu nha má. Đứa nào nói cũng được, thì ba má cũng chưa đến nỗi già đâu mày thấy không? Hú hồn bả chưa. À quên nữa, tụi con đã đi lấy thiệp chưa nè? Dạ rồi ba. Em dạ. Lấy thiệp cho ba má xem đi. Dạ đây. Thưa má, thưa ba. Nè ông hả? Mẫu mã đẹp ông ha. Ừ. Mà tổng cộng bao nhiêu khách vậy con? Dạ ba đại thọ cho con tổng cộng là 200 đó má. Thưa ba má, đãi đàn bây giờ hả, con thấy tốn kém lắm. Con thấy hả, con số 200 là nhiều đó. Hay là mình bớt xuống còn 150 đi thưa ba má. À đâu có được con. À, con trai lớn trong nhà mà, ba phải làm cho đám cưới nó được hoành tráng cho nở mày nở mặt chứ. Ờ, đám cưới mà ông làm như chương trình ca nhạc lớn vậy đó, phải làm hoành tráng đó con. Đời chỉ một lần, mặc dù cái lần của ba với má bèo nhèo lắm nữa. Bởi vì gia đình hai bên cùng nghèo nữa. Gạch cứ không họ hàng đối bên chỉ dọn dẹn 40 người. Lúc đó là nhiều. Con biết không, tuy nghèo nhưng mà ông bà nội vẫn cố gắng hết sức, cũng đãi 5 món. Nhớ tới thì thương. Thôi mà bà, chuyện cũ chắc là làm chi. Phải cho tôi như về chỉ vãng chứ. Thì ai không cho bà nhát. Nhưng mà đừng có khóc. Bà khóc cái mặt bà giống cái loại tiệt chủng quá. Không, mà con thấy ngày xưa mà đãi được 5 món á thì đâu có nghèo đâu má. Đó. Má ơi, má còn nhớ cái 5 món đó là gì không má? Kể cho tụi con nghe học hỏi đi. Dạ. À, được nước làm tới luôn à nghe. Má vẫn còn nhớ như in. Món thứ nhất là lòng yêu luộc chấm muối tiêu, rồi sườn heo lụi nướng cây tre, xong xuôi tới cốc lết heo ra gu, cô lao heo bung tươi rau nhột, ý là rau nhúc đó con, đùi heo kho cơm trắng là xong mà. Ngồi chơi uống nước căn hồ dừa, bà con chúc đôi câu. Ủa sao kỳ vậy má? Sao nói 5 món mà bà nội chọn heo không vậy má? Ở dưới quê con ơi, không lẽ là nguyên một con heo đi để bò coi sao được. Ước gì được trẻ lại, tôi với ông làm đám cưới chung với con luôn cho vui ha. Ai à, tôi có cách rồi. Cách gì vậy ông? Quay ngược thời gian trở về thời thơ xưa, bà đây cùng tôi dẫn nhau để hẹn hò. Cô lãng nhách không?
trước mặt con cái mà không giữ nết na gì hết, nhảy hai cái giò cong vòng. Chú đẹp ghê không? Vậy chơi chứ mặt dâu con bà mếu máu mà nhắc cái chuyện cưới hỏi không biết mắc cỡ hả? Quên nữa. Thanh à, dạ. Con bước vô bếp hâm lại cái nồi giò hầm đậu, dọn ra cả nhà cùng ăn cho nó bổ chân đi con. Đúng rồi. Nhớ tới cái bữa đám cưới lội mỏi giò lắm đó. Ủa? Ủa, ăn giò là bổ chân hả má? Ừ, ông bà mình nói ăn gì bổ nấy đó con. Nói vậy chứ làm gì có chuyện ăn gì bổ nấy bà. Má nói đúng đó bà. Hồi xưa con đi học á, thầy con cũng dạy con vậy mà. Đi đi em. Thưa má, con vô bếp. Mày, chị giỏi nịnh má mày à. Vậy chứ ăn đuôi heo bổ gì? Bổ... thì ăn đuôi thì bổ... Bổ gì? Bổ vòng vòng đâu đó đó. Ông này, hôm nay ông có bị mất ngủ không ông? Bà má nói chuyện nha. Để con vô phụ vợ con. Con thấy con đây đứng đây dơ. Mày bị dơ. Vừa nặng nữa. Cái thằng dại gái y như cha nó vậy à. Mà bà nói cái gì mất ngủ? Tôi nói là tôi nè, mấy hôm nay mất ngủ. Ây cha, tôi có khác gì bà đâu. Đêm nằm mà cứ lăn qua lộn lại, nghĩ tới ngày cưới thể chột bụng. Trời, bởi tôi nói hoài mà ông không có chịu nghe. Sao? Tại tao nói là ăn chi, ăn cho nhiều thứ rồi bây giờ Tào Tháo nó rượt. Bà sao lãng xẹt, Tào Tháo rượt tôi hồi nào? Thì ông mới nói là tôi là với tôi là ông bị chột bụng. À cha, chột bụng đây là sự nôn nao, hồi hộp, lo gì lần đâu mình ngồi xuôi chứ bộ. Vậy á hả? Vậy mà tôi tưởng con mình tôi mới có cảm giác đó chứ. Hôm đó là bà nhớ mặc áo nhung đỏ nha. Có đính nguyên có con rồng vàng bằng cái hộp cườm mới mai cho giống mệnh phụ nha bà. Trời ơi, đó là sở trường của tôi mà. À. Còn ông cũng phải nhớ mặc cái bộ vét á, là cái màu két nghe. Xanh két, màu vét, bộ xanh két. Thắt cái cà ra quát, rồi là màu tím nghe. Mà tôi vừa mai cho ông đó. Nhớ không? Nhớ cái bộ vét, cái màu xanh két, cái cà ra vét không? Khỏi lo, tôi đang háo hức từng ngày để được khoác trên người bộ côn lê không bao giờ đụng hàng đó nè. Đó đó, bữa đó ông nhớ là không có được bỏ tôi đứng bơ vơ một mình nha. Vợ chồng già rồi không lẽ lúc nào cũng kẹt kè người ta cười chết bà ơi. À mà cô tôi còn phải tiếp khách nữa chứ bà. Ông biết tiếp khách của ông thì tôi cũng biết tiếp khách của tôi dạ. À bởi vậy khách ai nấy tiếp, sao bắt tôi sát nút cho bà chi vậy? Có cẩn kề tay trong tay dìu nhau. Từng bước thăm. Hiểu rồi, ý bà muốn là tôi với bà cùng dìu nhau đi, đi khắp bàn mình chào bà con, giống như rể phụ với phù dâu, chắp môi rồi càng chen, nhận luôn cái bao lì xì, tan tính tình là tình tan. Thế nên tôi mới nấu chân giò để ta cùng tắm bổ, cho ngài tân hôn, tan tình tan. Vui quá ông ơi. Công nhận má nấu ăn ngon ghê á. Trời. Con đã nói rồi, ba không có được bình thường như người ta. Yếu lắm, muốn làm cái gì thì kêu con làm. Có đâu mà ráng sức làm chi cho nó té không biết nữa. Con nói thì ba đã tiếp thu, chứ ba đâu có điên đâu mà con nói là ba không có bình thường. Con xin lỗi ba vì lỡ lời. Nhưng mà con nói không bình thường ở đây là do ba quá over, nên mức độ rủi ro cao hơn người ta. Thì nói đại đi, tao là yếu, tao té cái gì đó. Ba đâu có buồn gì đâu nè. À, tại má mày á, cứ nằng nạc bắt ba ra dìu bả đi, đang thực tập cho ngày cưới bay chứ. Trời ơi, giờ đổi thừa mình tôi. Phần ba má coi như xong, còn tụi con chuẩn bị hết chưa? Đồ cưới, nữ trang, ôi đủ thứ nghe. À, chút xíu nữa lại quên. Để coi, ở đây. Dạ, danh sách những người bạn mà ba định mời đám cưới đó. Con ghi giùm cho ba luôn nghe. Tổng cộng bao nhiêu người vậy ba? Có 9 chục bà con. Hả? 9 chục? À, để từ ba nhớ thêm. Trước mắt con có ghi bao nhiêu đó thì ha? Đâu ít hả? 9 chục ít hả? Từ ba kiếm. Còn đây, đây là bạn của má. Con ghi luôn giùm má hen. Ủa?
chứ không phải bạn của má, bạn của ba nhập chung một cục hả? Đâu có, đây là những người bạn hồi nhỏ của ba từ thời tắm mưa tới giờ. Lúc mà má còn đâu có biết mấy người này. Ông làm gì ông hơn tôi 60 tuổi gì? Tại sao lúc đó tôi không biết hả? Tại sao? Ông ý tôi nói là lúc đó là trời đất ơi, tôi nói... Ông im nó chưa cưới tôi hả? Ừ. Trời Vậy bạn của má tổng cộng bao nhiêu má? Má thì ngoại giao không có rộng như ba con, phạm vi hơi hạn hẹp, dọn dẹn chỉ có 60 người thôi. Ba 90, má 60, tổng cộng 150. Ủa, vậy bạn bè con khoảng được... Con hỏi lo, ba đã hứa 200 là 200 mà không thêm không bớt đâu hen. Con cứ thoải mái đi con. Má ơi, dọn ra ngoài đó ăn luôn hả má? Ừ, đem ra đây đi con. Má, má cho con xin phép má nói một chuyện nha má. Em nói đi. Em nói nha, nha. Đám cưới xong á, ba má cho phép con từ từ hát có con nha má. Đúng rồi đó má, để tụi con dành dụm một thời gian á, rồi... Tụi con định mấy năm mới sinh cháu cho má ẩm đồng. Hả? Trước mắt là một năm hả má? Tùy theo tình hình, có thể tụi con xin gia hạn thêm. À, trời, xin voi xin cỏ, biết trước có chuyện gì đâu mà ta tính với toán. Con nhớ ghi thêm tên bác Rô nè, với bác Phi cho ba nghe. Quên lại bị quở, bị trách nữa Đúng rồi, con nó nói vậy cũng phải đó. Sẵn tay con ghi thêm cái tên cô Ngò với cô Hồng giùm má quên là kỳ lắm. Tụi con biết không, hồi thời đó má không có áp dụng cái luật FIFA với ba con, thì bây giờ ba má có nguyên một đội bóng rồi đó. Trời đất ơi, cái chuyện gia đình mà phải áp dụng luật bóng đá hả má? Phải phòng thủ cho chặt, phản công nhanh, kèm chắc đối phương rồi láo vào cướp bánh quyết liệt. Má con mà có bóng đố ai xâm nhập dùng cấm địa được à? Hay lắm mẹ ơi, ba bắt việc gì số 1. Chứ sao, phải biết khép góc kịp thời, có như vậy bóng mới bay ra ngoài chứ. Chà, ý má quên, cái gì Kỷ là cháu dâu của con ông Dượng nữa, nhớ gì Kỷ ghi vô ghi thiệp giùm má. Nói tới bóng mới nhớ bà gì Kỷ. Nè, má còn nói là ba mới nhớ nữa nè. Còn bác Tư Lít với bác Hai Kiến là làm chung với ba hồi còn lâu rồi nha. Hồi ba đi làm nhớ ghi thiệp giùm ba nha, không thôi hai bác trách ba nha. Bà con mình tổng cộng bao nhiêu người vậy hả ba má? Chính xác là 40 đó con. 150 cộng thêm 7 là 157, cộng 40 là 197. Rồi, ba má cộng với con nữa là chẳng 200. Vậy chắc hôm đó con bỏ vợ con ở nhà quá. Vậy đi, mày tính vậy cũng được á. Ai không biết nhỏ đó vợ mày. Đừng để ba má buồn, từ từ bàn sao. Cha, còn cô Nhi. Đúng. Cô Nhi em cột chèo với dì ba sức cùng mẹ khác cha với ông nữa, ông nhớ không? Nó, bà không nhắc tôi quên mất tiêu rồi đó. Nhớ ghi thêm nghe con. Vậy chắc hôm đó con cũng ở nhà với vợ con luôn hả? Tính vậy cũng được. Bà con hai họ ai không biết ngày đó là ngày con cưới vợ. Vậy là ổn rồi đó, mình ghi thiệp là biết rồi. Hồi nào giờ ai cũng biết nó là con của tôi với ông. Vậy? Không xuất hiện có sao đâu. Khỏe. Đúng không? Ý ông ơi. Con xin ba má, con lại ba má. Ba má mà ý thêm một lần nữa là thêm hai người nữa, là con không có mời ba má đi đám cưới của con luôn á. Thì đó, đi chi. Bà, ủa? Đi chi chi. Tụi bà ngoài đường luôn hả? Thôi được rồi, thôi, được rồi. Hầu không ý nữa. Chà. Đúng rồi. Chà. Vậy hai con lo ghi thiệp giùm ba má nghe. Đi từ sáng giờ thấm mệt, ba má lên nghỉ sớm dưỡng sức cho ngày đám cưới nghe. Dạ, ba má lên nghỉ. Anh, chắc là ba má vui lắm á. Vì có con dâu như em á hả, nên ba má quên hết là mình đang làm cái gì rồi. Mỗi lần anh nghe tiếng ý của ba, tiếng chật của má là anh hồi hộp. Ba má lớn tuổi rồi mà còn nhiều bạn đến như vậy, không buộc cho tụi mình anh ha. Anh phải ái mộ thiệt luôn á. Thôi kệ đi, miễn là đám cưới tụi mình được rồi. Ai lại không biết ngày ấy là ngày mình cưới nhau. Nhưng điều quan trọng là vợ mình phải sống hạnh phúc để ba má vui lúc tuổi già. Em có ý kiến vậy. Chuyện gì vậy em? Sau khi cưới á,
Mỗi tuần anh phải đưa em đi công viên 2 lần. Chà, lãng mạn dữ ha. Tới đó để ôn lại kỷ niệm phải không? Đâu có đâu. Tới đó để mình gây lộn. Chứ gây lộn ở nhà hả, ba má không vui thì sao? Em thiệt là quá đáng. Mới cưới mà tính chuyện gây lộn hả? Giận rồi nha. Chén nào mà trong sống mà không khua. Hai con ơi, hai con. À, ba má quyết định bỏ bớt 4 người để nhường chỗ cho 2 vợ chồng con và phù dâu phù rể đó. Dạ, hú hồn. Trời, tưởng đâu em với anh không có được dự đám cưới của tụi mình chứ. Đâu có, hôm đó em và anh đi dự đám cưới của ba má chứ. Đám cưới của ba má thiệt mà. Chúc ba má hạnh phúc. Chúc mừng, chúc mừng. Mày chui ra đây. Dạ. Có dặn mày sao? Dạ. Có dặn trước khi tao ra hát là phải kiểm tra mấy cái CD cho đàng hoàng. Dạ. Trời ơi, nghĩ sao bữa nay mà bao nhiêu khán giả như đây bỏ cái CD vô nó nhão, nó giật rồi sao? Tại vì anh đưa có 5,000 mua đĩa chép mà. Đưa đĩa chép cái gì mà đĩa chép? Làm ăn cái kiểu đó đó. Lương nó thì nó xè tai lạnh. Trời, anh nói gì mà anh không sợ trời đánh anh. 3 tháng này anh thiếu nợ quá trời luôn á. Em có bây giờ lấy được đồng lương nào đâu. Tôi thiếu chứ tôi không có giật. Mai mốt mà tôi đậu phỏng vấn mà tôi đi Mỹ được đó là tôi kiếm tiền về tôi trả cho mấy người. Trời, em lại anh phỏng vấn 8 lần rồi. Có lần nào đậu đâu. Nếu Mỹ nó còn dòm mặt anh rồi nó cho đi ra đó không nói câu nào. Trời ơi, tôi nói nghe, kỳ này là tôi tốn 5,000 đô để mà tôi phỏng vấn tôi đi Mỹ, tôi nói cho anh biết. Dạ. Anh có biết cái con mà Mộng Dừa mặc đồ với con Mộng Hiền không? Nó còn đậu có visa thì huống gì tôi là ca sĩ nổi tiếng. Trời đất ơi, con Mộng Hiền em còn không biết nữa mà con Mộng Dừa nó chỉ có mặc đồ thôi mà nó đậu hả? Ừ. Cho nó lấy mấy cha chồng tội đại sứ rồi. Anh nói gì ê hai thằng bay? Ai là chủ của tụi bay vậy? Hả? Tôi chiếm cho tao làm việc mình làm móc tao à? Bà... Dắt cái ghế này tao ngồi coi. Nghe không mày? Dạ. Anh ơi, bây giờ em thấy cái tên anh lúc này chìm quá đi. Không ấy giờ mình làm một cái style gì đó mới đi. Show lúc này tôi nói thiệt anh là giảm dữ lắm rồi đó. Dạ, cách nào mà cho tôi có nhiều show nha. Thật ra em nói thiệt anh á, tại ra tụi nó, khán giả tụi nó là ở đâu ra. Thật ra không có nhiều hết trơn á, mùa đá banh nữa, ế thấy bà luôn á. Nhưng mà tại vì nó dám bật cái đĩa, anh hiểu không? Bây giờ em làm nè. Em vô em bật cho anh coi nè. Bật nè. Giang ra xa. Thấy không? Thấy ghê không? Tắt nè. Đó, thấy không? Trời ơi trời. Thì anh nói chơi. Trời ơi, fan group la lên mà cũng bật đĩa nữa là sao? Trời ơi, như vậy nó mới hay, anh hiểu không?
tụi cái thằng AC ra đi đó. Thôi mệt quá, bây giờ anh có cách nào làm cho tôi nổi tiếng mà có nhiều show không? Anh muốn cái tên anh nó hâm móng này thì anh phải làm xì căng đan. Xì căng đan sao? Bây giờ về đi, bây giờ em sẽ tổ chức cho anh liền một cái live show gọi là live show tạc răng. Ủa live show tạc răng là sao? Giờ lắm anh mời báo chí hết cho em, anh mời dòng họ gia đình anh mời hết cho em. Đóng màn lại một cái, mở màn ra anh đu từ trên đu xuống. Đu ra xuống, đu xuống vậy nè. Xong cái anh không hát gì hết trơn á, anh đứng anh nhìn khán giả mình trừng trừng mắt vậy nè. Anh nói hôm nay live show này tôi tổ chức là để nói ra một cái điều rất là quái đản. Tôi xin báo cho mọi người biết, với hội đồng báo chí biết, tôi là Giang Ra Sa thật sự không phải là một con người. Thì nó là một gì? Một cái con quái thú. Một con quái nhân. Đến tôi liệu đuổi việc anh không? Không, làm vậy nó mới nổi, anh hiểu không? Nổi cái gì mà nổi, kỳ cục quá. Còn không, bây giờ về đi, về dễ lắm. Bây giờ hình ảnh của anh ở trên mạng nó đầy lắm rồi. Nhưng mà có mặc đồ. Bây giờ anh làm ơn chụp những cái tấm hình sau này đưa lên tung lên mạng đó, đừng mặc đồ cho em. Tướng tá tôi vậy sao không mặc đồ đưa lên mạng coi được không? Thôi được rồi, gắn cái mặt anh vô cái một cái body nào đó, như kể như siêu mẫu đi. Ví dụ như Bình Minh nè, mới lấy vợ không làm được rồi. Đức Tiến nè, cũng mới lấy vợ cũng không được rồi. Hay là Đức Vĩnh, hay Vĩnh Thụy, hay tụi nó kẹt hết rồi. Vậy chứ lấy cái mặt tôi gắn vô thân hình của ai? Em. Ê, giỡn mặt nha, giỡn mặt nha. Trời ơi, không có được. Không được hả? Không được. Thôi giờ vậy cách này đơn giản hơn nữa. Sao? Không có nói nhiều. Anh tuyên bố với báo chí. Anh nói anh là Giang Ra Sa, là người đàn ông, nhưng anh không thích đàn bà. Anh thích một người đàn ông cùng giới. Thích ai? Anh phải tìm một người đàn ông nào cơ bắp. Mày mở cửa đó mày, mở cửa đó con. Một người đàn ông cơ bắp, một người đàn ông đẹp trai. Giống như là em. Trời. Cơ à, bắp à. Cái bây giờ thôi mở tí thôi. Thôi cái lịch coi tối nay đi hát ở đâu nè. Khó quá. Coi lịch tôi coi. Quản lý cái gì mà khùng khùng điên điên. Em xin lỗi anh nha, tại show nhiều quá phải chơi cái sổ này á. Chà, từ 19 giờ tới 23 giờ free. Vì là cái gì? Ế show. Sao 23 giờ? Trời, 4 show luôn nha. 4 show hả? Show ở đâu? Một show ở Hóc Môn, một show ở Thủ Đức, một show Bà Quẹo, một show ở quận 7. Hát show gì? Đám ma. Trời ơi, anh nghĩ sao tôi là một ca sĩ nổi tiếng mà đi nhận show đám ma hát? Em nói thiệt anh, cái show đám ma này tính ngàn đô không đó. Bằng 10 show đại nhạc hội anh hát xong nó còn giật anh nữa, đúng không? Còn cái này là trời ơi, đã đám ma rồi, cái hòm nằm đó nó chạy chốt chỗ nào. Mà trời ơi, hát đám ma hát bài gì? Cái show đám ma Hóc Môn nè của bà Lê Thị Liễu yêu cầu Giang Ra Sa hát bài Đám Cưới Đầu Xuân. Trời ơi, đám ma mà hát Đám Cưới Đầu Xuân coi gì được. Không phải, anh phải nhớ là cái nguồn gốc. 3 tháng trước anh đi dự cái tiệc gọi là đám cưới của bà Lê Thị Liễu ở Hóc Môn. Đúng rồi. Anh hát giúp vui bằng cách là anh hát bài Đám Cưới Đào Sơn. Đúng. Anh hát cái giọng anh á, cái giọng anh hay quá đi, cho nên 3 tháng sau bà chết rồi. Đó, là bây giờ bà, nguyện vọng của bà ghi trong di chúc là trước khi bà nhắm mắt, đề nghị Giang Ra Sa phải hát bài Đám Cưới Đào Sơn, tôi mới yên lòng nhắm mắt đi ra. Bây giờ anh nhận số này chưa? Nhận rồi, anh từ chối tôi không hát. Không được nha, anh làm như vậy là quỷ rồi. Tôi nói tôi không hát. 10.000 đô đã, tan gia người ta nói là cái bà đó, bà nói là nếu anh không đến hát là bà không chịu chôn đó. Bây giờ bà không chôn, chôn hay là không chôn thì không thành vấn đề. Nhưng mà cái show đám ma này tôi không hát. Anh phải hát. Tôi không hát, tôi đuổi với anh bây giờ. Thôi được rồi. Anh từ chối show cho tôi. Từ từ em từ chối, anh làm gì dữ vậy? Mực mình kỳ quá. Cục. Alo, chị Lê Thị Liễu hả? Ê, trời. Ủa chồng chị hả? Hên hết hồn mới tưởng bà sống lại chứ. Là sao à? Chị nhà sao rồi anh? Chết chưa? Chết rồi mà chưa nhắm mắt hả? Đấy chưa nhắm mắt nữa kìa. Giờ sao? Dạ nhưng mà anh không chịu hát. Cái gì? Không hát, không chôn. Không hát, không chôn. Không chôn kệ anh. Nè, tôi nói cho mấy người biết nha, tôi là manager, tôi quyền quyết định nha. Bây giờ không hát đó, không chôn thì tệ mấy người đi. Để cho thú quắc luôn đi. Bực bội. Rồi đó, được chưa? Vừa lòng chưa? Bây giờ bữa nay ngày mấy? Làm... Bây giờ tối nay rảnh phải không? Bỏ cái show của bà Nguyễn Thị Liễu rồi. Bây giờ tối nay rảnh phải không? 15 tháng 6. Bây giờ 15 tháng 6 tối nay rảnh xù cái show của bà Nguyễn Thị Liễu rồi. Bây giờ tôi muốn anh phải đi kiếm một cái show khác cho tôi. Bây giờ tối đêm nay tôi muốn qua viện dưỡng lão để hát. Sao vậy? Chưa phải đâu chứ. Tôi làm ba cái show của anh mà. Anh muốn nhận cái show từ thiện vậy hả? Hả? Ai cho anh? Cái show 10.000 đô thì không diễn hả? Đi cái show trời ơi, nhưng mà mấy nói, bà ở bên đó là gần rất xa trời rồi. Bà bè hát là sao? Tôi nói thiệt với anh vừa phải đó, anh coi mặt tôi đi hả? Tại sao anh lấn quyền của tôi vậy? Tại sao anh nhận show đó mà không báo cho tôi biết? Ai là
show của mình đã xuống dữ lắm rồi, không có show. Bây giờ tối nay anh qua viện dưỡng lão, một cái viện dưỡng lão nào đó, anh tổ chức một cái chương trình ca nhạc ở đó, mời tất cả báo chí tới, người ta chụp hình, người ta đăng báo mình. Chứ vậy? Người ta đăng báo mình thì bầu show mới nhìn, báo mới thấy mình, mới mời show mình. Hiểu chưa? Quản lý mà không hiểu chuyện gì hết trơn à. Mày thấy chưa? Mày thấy chưa? Như vậy mới là chủ nè. Thấy chưa? Tới hoài à. Thôi bây giờ đi qua bệnh đâu. Nhưng mà qua bệnh mình tặng cái gì nè? Thì bây giờ anh mua đại mì gói hay là ơi, ơi, ơi. Gì đó. Mua mì gói là mua mì gói bịch đi. Rồi về mình bỏ vào shop cho nó rẻ. Ha. À, gạo lỗ ba được rồi. Mấy người lớn tuổi ăn đâu nhiêu. Bây giờ mua gì mua đi nè. 500. Em xin phép anh em đi. Đi đi. Đi mày. Chờ tao cái gì? Đi. Có chuyện với ông nội này thôi chứ. Đi. Em xin phép anh em đi. Lần cuối cùng tôi cảnh cáo anh nha. Dạ. Tôi là chủ với anh không phải là chủ. Tối nay tôi muốn hát ở viện dưỡng lão. Yes sir. Ê ê ê, mấy đứa hậu đài đâu hết rồi? Đi ra dọn mấy cái cảnh đi, để chút nữa hát nè. Để bắt ghế rồi ra đi nhỏ, nhỏ, đi dọn cảnh lấy mấy sợi dây kìa. Mày kéo mấy sợi dây đó xuống cho má. Leo lên hả? Leo lên kéo xuống. Muốn sạp sân khấu không? Đúng không? Ủa em là ai vậy? Em là khách mời. Ủa vậy hả? Thôi được em đứng bên đây để má leo cho. Dạ má. Em đứng bên đây. Ê không được đâu, coi chừng sạp á, cái size nó cũng xem mà. Khỏi đi. Dạ xin lỗi cô à. Cô có phải là ở bên trong vậy chị diễn lão này không à? Phải rồi. Ha à, con xin tỉ thì ờ à, ha 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 you em pha thank kiểu à như good bye teacher. Em nói tiếng gì á? Dạ em đang nói tiếng Mỹ, tại vì sắp sửa em đi qua Mỹ diễn đó. Ồ, em đi qua Mỹ hả? Dạ em đến thành phố Orange County. Ồ, em biết tiếng Mỹ hay quá. Dạ, để nói đó, em nói tiếng Pháp đó chứ, Mỹ nó xài tiếng Pháp không à. Vậy hả? Trời tiếng Pháp là cái tiếng đậu đó. Vậy dạ, hả? À, hôm nay có dặn là sao đến đây đó, con đến đông đủ không? Ồ, có ca sĩ đó hả? Dạ, ngôi sao ca nhạc nha. Ừ, tại vì tối nay đó nói với khách mời là có ca sĩ Giang Ra Sa. Thấy chưa? Thành ra bà con tới đây đông lắm. Đông lắm phải không? Nghe nói có phóng viên nhà báo tới đây để chụp hình nữa. Đâu có ai tự đến, tụi tôi mời không đó. Vậy hả? Giang Ra Sa bây giờ không có xuống liền đâu. Giang Ra Sa đâu? Ngồi trong xe kìa. Đâu, đâu, đâu. Ê, ê, đừng lại đó, đừng lại đó. Chi mất công, đừng lại bu đen, bu đỏ gì mệt lắm. Giang Ra Sa đợi cái giả đó, phóng viên đó chừng nào ra chụp một cái là Giang Sa phóng xuống. Chứ mà giờ phóng xuống rồi không có chụp mất công làm đi làm lại, phóng lên phóng xuống tầng nghiệp ảnh. Vậy hả? Đóng quá mà. Mà chủ yếu là chụp hình thôi, hiểu không? À vậy hả? Thôi, giờ chuẩn bị đi cưng. Ở chỗ nào bấm đĩa vậy? Đó đó đó. Đó kia phải không? Đó. Rồi bấm đĩa cái là có Giang Ra Sa phải không? Dạ. À có Giang. Giang Ra Sa, Giang Ra Sa, Giang Ra Sa, Giang Ra Sa. Thôi nín đi để tôi giới thiệu. Không, không phải làm tiếng ốp vậy, làm nó chịu. Vậy hả? Ừ. Dạ. Chụp anh. Dạ. Bắt đầu. Dạ. Cái có chụp hình nữa kìa. Ê, ai trả tiền mày? Ai trả tiền mày? Nín để cho nó chụp tao một cái. Dạ, kính thưa bà con cô bác. Dạ, hân hoan chào đón bà con cô bác để tham dự chương trình ca hát đêm rằm ca hát của tối đêm nay, vô cùng đặc sắc, quy mô lộng lẫy tưng bừng với sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ, nhiều ca sĩ, đặc biệt là có ca sĩ nổi tiếng thuộc hàng top 10 Giang Ra Sa. Tối nay ngay tại chỗ này xảy ra một chương trình từ thiện tặng quà cho người nghèo trong mộ dưỡng lão. Dạ, xin bà con cho một tràng pháo tay để mà Giang Ra Sa, I love you. Giang Ra Sa, I love you. Giang Ra Sa, I love you. I love you. Dạ, là không nín đi để tôi giới thiệu nữa nín. Chưa. Dạ, kính thưa bà con cô bác, để mở đầu chương trình một trích đoạn hết sức là đặc sắc, đó là trích đoạn Kiều Nguyệt Cô hả? Chúa. Cái vậy? Để anh Giang Ra Sa người ta tài trợ, người ta phải cho ra trước chứ. Ủa vậy hả? Người ta đang phát biểu chứ, bà vô đi. Bà chưa, vô làm MC cho mệt bà quá, đi vô đi. Chưa dạ, hát hả? Thưa bà con cô bác, thường thì chương trình văn nghệ sẽ bắt đầu nhưng mà phần tài trợ đó quan trọng chính. Đó bởi vì sao? Đó là sự ưu ái của anh Giang Ra Sa dành cho tất cả mọi người. Xin một tràng tay dành cho ngôi sao ca nhạc Giang Ra Sa. Kính thưa
tất cả bà con cô bác. Ngày hôm nay thì tôi rất là hân hạnh đến đây để mà gặp gỡ tất cả quý vị lớn tuổi ở trong cái viện dưỡng lão này. Đừng có nói lớn tuổi, người ta buồn. Cho nên sao? Những cô chú gần đất xa trời. Vì bà. Kính thưa quý vị khán giả và tất cả quý vị cô bác ở trong viện dưỡng lão, ngày hôm nay tôi tới đây thì tôi rất là xúc động khi mà thấy các cô chú, mặc dù như là những người nghệ sĩ đã không còn làm nghề nữa, nhưng mà ngày hôm nay vẫn tới đây để đóng góp trong chương trình này. Mặc dù tôi hiện nay là một ca sĩ rất là nhiều show, một đêm tôi có thể chạy khoảng 15 show. Dạ, show đám ma nữa. Từ các tỉnh nội thành đến các tỉnh ngoại thành. Nhưng ngày hôm nay tôi vẫn đến đây để góp vui trong chương trình ngày hôm nay. Xin có những phần quà gửi đến tặng cho các cô chú trong viện dưỡng lão. Các cô chú đừng chen lấn, bởi vì tôi biết ở dưới đây rất là nhiều người, cần khoảng 1.000 cô chú. Nhưng mà cô chú cứ yên tâm, anh Giang Gaza đã đem đến đây 10 phần quà. Cô chú yên tâm, còn cái 3 xe container ngoài sau nữa, yên tâm, đừng có chen lấn gì hết. Kính thưa quý vị, quà chúng tôi sẽ đem vào sau trong viện dưỡng lão cho các cô chú. Và bây giờ thì xin mời bác giới thiệu chương trình, bắt đầu chương trình tối đêm nay. Gái ơi, ra làm tiếp đi cưng, ra làm tiếp. Rồi, giới thiệu lại cưng ơi. Rồi. Dạ, kính thưa bà con, cô bác, để mở đầu chương trình một tiết mục vô cùng đặc sắc. Đó là tiết mục Hồ Quảng, Hồ Nguyệt Cô Quảng Cáo, do nghệ sĩ Thanh Hoàng biểu diễn. Đêm nằm qua
vô đúng rồi, con hát nữa, người ta hát hay mà, để cho người ta hát. Ê, vậy mà hay con cáo tao phải lăn lộn đi ghê không? Ai mượn bà vậy? Bà cởi cái áo ra rồi tao biết bà cáo rồi. Nhưng mà con hát cho nó hát quá vậy, con người ta đang hát mà. Dạ thưa bà con cô bác, dạ để thay đổi không khí chương trình, dạ tôi xin trình bày một ca khúc. Tôi đi về nha. Có tựa đề là Mưa Trên Phú Huế. Má ơi con lại má con nghệ sĩ, người ta sợ mưa lắm, má hát mưa mà quấy quốc mà quế nữa. Sợ lâu lâu cho tôi hát. Bây giờ mới tới giờ của anh Văn La Sa, anh còn mấy show nữa. Biết bao nhiêu show, tôi đi về đó. Mưa Trên Phú Huế. Ông không có làm đâu. Dạ. Ông không có làm như vậy, đi vô giùm tôi cái đi. Khổ quá. Chiều nay. Gì con ta hát cái gì? Con kia nịch ra Trung Quốc á. Mày quốc ta đi tụi bánh mày chết bà mày luôn à. Trời ơi tụi bánh con đi. Mày làm gì mày tới chỗ tao mà mày đòi quốc tao chứ. Bây giờ đi ra giới thiệu tôi hát đi. Tôi giới thiệu đi, tôi lạc bà hai được không? Chút xíu nữa tài trợ mà. Biết bao nhiêu show. Cầm cái điện thoại coi. Dạ kính thưa quý vị, để quý vị không chờ đợi lâu, sự xuất hiện sau đây, ngôi sao ca nhạc Văn La Sa. Biểu bất biểu cái gì mày? Dạ em xin lỗi anh, cái bài này đó là em định chơi cái thằng C ra đi đó, thì nó lên cái phòng đĩa hai ngờ anh là người hưởng đầu tiên. Dạ hát cái kiểu đó. Dạ kính thưa quý vị, ơi nó nghe nè. Dạ hát cái bài gì đây, không lẽ vô đây hát hip hop? Thôi anh thấy anh không thấy anh hát cái bài mà đinh của anh đi, ba nén nhân cầm á. Ba nén nhân cầm cái gì từ hồi đó giờ tôi không có hát trữ tình mà toàn là lip sync không à, bữa nay hát live sao được. Chứ giờ anh đâu chịu hát, em bật đĩa Ngọc Sơn anh nhé bà. Thôi bây giờ hát cái gì anh? Thấy cái bài gì trữ tình, trữ tình chút xíu đi. Gọi đò. Hả? Gọi đò. Trời ơi anh hát cái này hồi bữa ba chiếc xuồng nó chìm rồi đó. Kính thưa quý vị, và để hôm nay góp mặt trong chương trình của Viện Dưỡng Lão các cô chú hôm nay, Văn La Sa xin gửi đến một bài hát trữ tình mang tựa đề Gọi Đò. Gọi đò ơi, ai giúp tôi đưa kịp sang đò. Bên kia sông người ta đang tính bừng đò vô. Gọi đò ơi, cớ sao không thấy ai đưa đò, để con đò chiều hiu quanh bên sông, chẳng còn ai nhớ mong mình về. Gọi đò ơi, gọi đò ơi, ơi đò, đò ơi. Tao dành cho ta. Đi lẹ, lẹ, đi lẹ. Một gì nữa đi. Đòi nợ. Bà con ơi, che mặt tao. Bà con ơi, mày đâu? Mánh tôi. Còn ai nữa? Cái con quỷ kia đâu rồi? Mày bưng ghế cho tao mẹo luôn với mày. Dân ra. Ra coi. Dân ra. Ra. Trời ơi bà nội. Trời ơi, tôi đi đòi nợ mà làm như tôi ca sĩ vậy? Giang da, giết ta nhìn tôi như quái vật. Rồi mày lên đây mày ngồi hả? Mày bưng ghế ai ngồi? Dạ, chị ngồi, em xin lỗi. Mày ngồi luôn đi, tao đi về. Dạ. Đi vô. Dạ, chắc đây là chị Mạnh. Chị Mạnh, chị đến đây để thăm tụi em phải không chị Mạnh? Tụi đến Mạnh. Đi.
Chị Quân chị đến đây thăm tụi em hả chị Quân? Tặng cho tụi em những cái gì ở trong viện dưỡng lão này vậy chị Quân? Tôi đi đòi nợ, sợ không? Không! Nghe hoài! Làm gì sợ? Ở đây toàn là những người già không à? Ai thiếu nợ mấy người đâu mà lại đi đòi nợ? Nghệ sĩ không thiếu nợ mà ca sĩ thiếu nợ. Bay đâu? Dạ. Vô lôi đậu cái thằng gian gia ta lên đây biểu. Phải mày là gian ra xa không? Không. Tôi là trợ lý của con nợ. Tôi nói cho mấy người biết, đừng hòng khai thác gì ở tôi. Tôi không bao giờ phản chủ. Mặc dù tôi biết, tôi thờ biết ảnh nó với đằng kia kìa. Không nói, đằng kia kìa. Không nói, tôi lỡ nói. Buông ra. Anh ấy thôi. Anh ấy hả? Anh định trốn tụi em suốt đời sao anh ấy? Không có tiền mà đã có làm từ thiện. Anh rảnh quá ha. Mày mới rảnh á. Trời ơi, nó đi đòi nợ mà anh thấy trai cái mắt nó lé xè. Trời ơi, mày la làng lên. Mà không biết nó trả nợ cho mày chưa? Mày đặt lịch sự anh ấy ơi, anh ấy à. Mày coi tao nè. Sao? Mày trả nợ đi không mày? Dễ quá, buông ra chưa ai? Gian ra xa. Đó, thấy không, đàn ông nó lên. Tại sao nợ không trả? Tiền mồ hôi đó. Nước mắt. Tôi đem tiền đến cho anh mượn, bao nhiêu cũng đưa, tại sao không trả đó. Tôi không biết đâu trời. Trời ơi anh chị anh ơi, tôi nói chị nghe ơi. Tôi đã nhờ Minh qua nói chuyện với anh chị rồi. Kỳ này tôi đi Mỹ về, tôi có tiền tôi trả cho anh chị. Làm gì mà qua đây báo chí tùm lum rồi người ta chụp hình tôi, người ta đăng báo làm sao? Chừng nào mới đi Mỹ? Phỏng vấn 8 lần rồi chưa đậu đúng không? Trời ơi, mà qua bệnh biết có xô không? Theo qua bệnh lượm đô la đem về trả. Chắc đô la bên Mỹ người ta bỏ dọc đường lượm về trả em ha anh ấy. Thôi bây giờ về đi, bây giờ đi. Mai mốt mày đi đòi nợ mày ở nhà tao để lính mày đi được rồi. Trời đất ơi, có gì đâu mà ẻo lão làm sao được. Đó, có con cá bạc má làm thế tao đó. Thôi bây giờ anh Cảnh nè, chị Loan Thanh nè, bây giờ tôi nói cho nghe nha. Bây giờ cái nhà tôi đang ở, bây giờ tôi sẽ đi cầm cái nhà đó để mà tôi trả cho anh chị được chưa? Trời đất ơi, ngày mai tôi đi cầm liền. Cái nhà đang ở á hả? Ừ. Trời ơi, con lại cha. Trời đất ơi, hứa bao nhiêu lần rồi. Cái nhà đang ở là nhà thuê. Cái nhà chánh là bán rồi. Trời ơi, nói gì vậy? Trời ơi, cuộc đời của em ghét những cái gì mà giả dối, nói dối, lừa dối. Nói chung là không thành thật. Anh ấy ơi, anh ấy nói nhà anh ấy hả, thế chấp mà. Trời ở nhà mượn mà đòi thế chấp. Mày xạo quá mày. Trở lại vị trí cũ. Mày không trả hả? Không trả phải không? Tụi bay đâu? Thôi. Dạ khoan. Người ta là nghệ sĩ, người ta là người của công chúng. Đừng dùng bạo lực như vậy mấy chị ơi. Trời tội nghiệp anh ấy lắm. Sẵn có cái phóng viên nè, báo chí nè. Mình lột đồ ảnh ra cho người ta chụp hình rồi lên báo thân bại danh liệt cho biết bay đâu. Dạ. Lột đồ. Dừng tay lại hết đi. Trời ơi, cái gì vậy? Mấy người quá đáng lắm. Mấy người là chủ nợ thôi mà. Phải có cái tâm chứ. Tâm gì? Nên nhớ ông bà mình có câu: công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Một lòng thờ mẹ kính cha mới tròn chữ hiếu, mới là gian ra xa. Rồi nợ mà mấy người không có lương tâm. Người ta thất cơ lợi dẫn, người ta mới thiếu nợ mấy người thôi. Tôi nói cho mấy người biết, tôi nè là con sen, là ô xin là ở đỡ cho ảnh đây nè. Từ lúc ảnh lên voi cho lúc ảnh xuống chó, bây giờ tôi chấp nhận ở đỡ cho một con chó. Tôi có nói không? 3 tháng này tôi có được lãnh tiền không? Tại sao mấy người ác độc như vậy? Định tung hình ảnh lên để mà cho ảnh xì canh đanh, để cho ảnh chìm mà. Đừng làm vậy, nhục lắm. Tôi nói cho mấy người biết, tôi đây, thân xác tôi đây, mấy người hãy hành xử đi.
muốn lột đâu à, lột đâu tôi đi. Anh Giang ra xa, anh cũng thấy rồi đó. Em có đưa nhưng họ không nhận. Em quá trung thành với anh. Đến giây phút cuối cùng 90 mà em vẫn ở bên anh. Khi nào tiếng còi quét thì em mới nghỉ. Anh thấy rồi đó, người ta ói người ta không nhận thì anh đừng buồn, đừng trách em nhé. Vĩnh biệt anh. Minh, anh bỏ tôi hả? Không phải bỏ, mà em muốn đi. Không thấy cái tình cảnh này, không muốn nhìn thấy người ta lột đầu anh, em muốn ói. Trời, nó làm cho đã rồi nó mang đi. Tụi bay đâu? Lột đầu đây đâu? Khoan. Nè. Khoan. Mấy anh mấy chị ơi, mấy anh mấy chị ác quá à. Mình cho dai ăn lời cắt cổ là thất đức rồi. Bây giờ mình còn phải để đức cho ba con cháu về sao chứ. Thấy người lớn phải thưa dạ đàng hoàng. Má, mẹ hiền yêu dấu. Con nói mẹ nghe nghe. Bây giờ tôi nói chị em đừng có nóng, để từ từ. Dạ. Chuyện đâu còn có đó. Bây giờ nợ thì trước sau gì nó cũng phải trả. Dạ. Nếu mấy cháu làm như vậy thì tội nghiệp cho nó sẽ mất tất cả. Nó mất khán giả, nó mất sân khấu. Và nhất là nó mất đi những gì mà nó đã gầy dựng suốt thời gian qua. Trước sau gì nó cũng tìm cách để giải quyết mà mấy em. Dạ, dám thưa với mẹ hiền yêu dấu. Con không muốn làm chuyện này nó lớn đâu. Nhưng mẹ hiền mới biết không, đồng tiền là núng ruột mà phải không mẹ? Dạ. Yeah. Cũng như mẹ vậy đó, mẹ là nghệ sĩ mà mẹ già rồi mẹ không đứng được sân khấu, mẹ cũng buồn phải không mẹ? Dạ. Yeah. Mà còn con nè, cho mượn tiền người ta giật hoài, con cũng đau khổ lắm phải không mẹ? Cho nên con nói mẹ nghe nè, kể từ phút này con không có làm cái chuyện này, con không làm khó dành gian la xa hết trơn á trọi á. Con nghe lời mẹ nha mẹ. Tụi bay đâu? Con cá mắc kiến đâu? Gọi 114 cho tao. Trời ơi, từ từ nó. 114 là cái gì? 114 chỗ lửa ba ơi. Trời ơi, tao gọi 113. Đến bắt thằng Giang ra xa về cái tội cướp đoạt tài sản và lường gạt mối tâm thân trong trắng của tao. Em ơi, mấy em ơi, bây giờ cho tôi xin đi, mấy em đừng có làm như vậy. Tội nghiệp nó lắm mà mấy em. Tội nghiệp nó rồi ai tội nghiệp cho tụi tôi? Trời ơi, tụi tôi cũng đi mượn, đi vay của người khác. Chứ mượn 12, vay lại có 13, 14, 15 mà. Quá rẻ rồi. Bây giờ nó không trả là tụi tôi thì người ta giết chết tôi nè. Trừ khi có người nào đó đứng ra bảo lãnh cho nó. Ai bảo lãnh? Ai bảo lãnh cho Giang ra xa? Tôi đứng ra để bảo lãnh cho họ. Bà hả? Bà lấy cái tư cách gì mà bà bảo lãnh cho Giang ra xa? Tôi là mẹ của nó. Bác nói thật không bác? Tụi cháu là phóng viên, tụi cháu rành lý lịch của ông này lắm. Ông nói ông có một bà mẹ là một nghệ sĩ cải lương nổi tiếng hồi xưa. Đúng rồi, cô Sáu Ngọc Dào. Bác có phải là cô Sáu Ngọc Dào không vậy? Cô Sáu Ngọc Dào. Trời ơi, cô Sáu Ngọc Dào ơi. Con nhớ hồi xưa á, cô Sáu hát cái tuồng gì mà hay lắm nè. Cái tuồng gì mà con cứ trốn vô con coi hoài, cái tuồng à. Gì Thái hậu Dương Văn Nga. Lão, ta không thể nào chịu đựng được nữa rồi. Ta thà chết chứ không bao giờ chịu nhục. Khuôn Việt đại sư, người thay mặt triều đình nói cho sư thần nhà Tống biết rằng đất này có chủ, nước này có vua. Thần dẫn có xã tắc để khuôn phờ, xã tắc của thần dẫn tông miếu để hợp thành khỉ thiên sông núi. Từ lâu rồi việc tông biên thùy đà chia quải, cụm rừng dải núi còn xuôi dòng sông. Đừng làm ranh dùng đất vô hồn, còn giảng mãi tiếng trong đồng dựng nước. Đất thẹp người thưa nhưng không là tiểu nhược, hàng nghìn tai hương giọng điệu đại cường. Tiên Dương ơi, trong cửu nguyên người có thú,
bay. Từng trận cuồn phong mang cái lạnh khí người, đang hứa hẹn ngày dài bao tố. Tiên Dương hỡi, thở dựng nước cả một thời oanh liệt, giết giặc thù người vượt thăng giảng thiên lao. Qua núi ngàn năm còn lưu dấu trong cờ lao, mà hồn tiên đế bây giờ đâu ta. Người có linh thiêng xin hãy nương theo gió, về đây mà nhìn lại mảnh giang sang. Con đi tìm cô mà không có gặp. Em con em hỏi là... con hỏi nhiều nghệ sĩ cùng thời với cô, họ nói là cô mai danh ẩn tích từ lâu. Trước khi ma con chết, ma con nói là phải tìm gặp cô Sáu để đền ơn. Đứng lên đi. Ma con, ba con là ai, ơn gì mà bắt con phải trả? Dạ, hồi xưa ba má con là tỳ nữ và quân sĩ trong đoàn hát. Hồi lúc sanh con ra, nếu không có cô là con đã chết rồi. Vậy à? Hồi nhỏ con bị đau băng khỉ, ba mẹ con không có tiền, mà nhờ cô giúp đỡ cho tiền con giải chữa. Má con nói là cô Sáu như là người mẹ thứ hai của con vậy đó. Con nhớ rồi, con nhớ ba má con rồi. Hồi đó tại vì cô Sáu thương ba má con lắm, mà lúc mà sanh con ra thì con bệnh hoạn hoài, con rất là khó nuôi, cô Sáu phải lo. Bây giờ con lớn con đẹp như thế này, làm sao cô Sáu biết được con? Chị ơi chị, con vụ đòi nợ hôm nay ra sao chị? Cô Sáu đây là người ơn của tôi, mọi khoản nợ để tôi lo. Không, nhưng mà là bây giờ đâu có được, tại vì tiền đó con cũng mượn của người ta mà. Để cô hứa với tụi con là từ từ cô sẽ trả, cô sẽ lo. Không sao đâu, con lo được mà, cô cứ yên tâm. Con biết chỗ ở của cô rồi, thỉnh thoảng con sẽ ghé. Cảm ơn con. Dạ. Tụi bay đâu? Dạ. Đi về. Dạ con về. Về cảm ơn con nha. Bay đâu? Dạ. Lúc con về kiếm tiền trả nợ. Cái ghế ông nội, còn nợ còn lỗ cái ghế nữa. Má, con cảm ơn má. Ân nghĩa gì con? Con lâm vào cảnh như vậy, không lẽ má làm ngơ được sao? Con là con của má mà. Con là con của má? Vậy tại sao má nói với mọi người rằng con là con của má chứ? Má đã hứa với con bao nhiêu lần rồi, má đã hứa là má không được nhìn con trước mặt mọi người. Ngày mai tất cả mọi người, tất cả công chúng sẽ nhìn như thế nào về con?
khi biết con có một người mẹ tàn tật sống ở viện dưỡng lão. Má ơi má, má có biết là tất cả những gì má nói hồi nãy mà đã đánh mất cái tất cả những công trình của con từ trước tới nay rồi hay không hả má? Con ước gì, con ước gì chuyện này không phải là sự thật. Con ước gì má không phải là má của con. Con, từ ngày má bị tai nạn tới nay, má sống bằng một cái tên, một nhân dáng của một con người khác. Má từ bỏ chính mình để cho con yên tâm mà con tiến bước trên con đường nghệ thuật, để con khỏi bị mọi người dèm phá chế nhạo là con có một người mẹ với một khuôn mặt xấu xa như thế này. Con ơi, ngày đó đã cướp mất của má tất cả, mất sân khấu, mất khán giả, mất đưa cái nghề, cái nghiệp mà trọn cuộc đời má trang trọng yêu thương. Và bây giờ má đã thật sự mất con, mất đi nguồn an ủi duy nhất để cho má còn vui vẻ mới sống đến ngày hôm nay. Con từ chối má, cũng như con đã từng từ chối cái nghề mà tổ nghiệp đã cho con. Con chạy theo thị hiếu, con chạy theo cái nghệ thuật mà con cho là hiện đại văn minh. Và cũng chính những thứ này đã biến con thành một con người hoàn toàn xa lạ. Con ơi, má không dám mong con trở về với má, má chỉ mong con trở lại với cái nghề mà má, cái nghề mà má con mình, nhờ nó mà má con mình tồn tại đến ngày hôm nay. Má ơi má, con chán lắm rồi má ơi. Con chán những cảnh ăn quán ngủ đình sau những lần giảng hát. Con chán những lần cơm không đủ no của những lần đòn hát nghèo. Má ơi má, có biết ngày hôm nay con tạo được công danh là nhờ cái gì hay không hả má? Cải lương, cải lương, cải lương. Con chán ghét nó, con căm thù nó. Nếu như má muốn giữ gìn thì má ở lại giữ gìn một mình má đi. Dũng ơi, con đừng nói vậy Dũng ơi. Con đừng phụ tổ nghiệp mà con. Con ơi, má ước ao rằng con vẫn còn là một đứa trẻ như ngày nào má ẵm bồng con trên tay. Má đã không ngại cực khổ gian nan để nuôi con cho tới ngày khôn lớn. Và má mong con phải trở thành là một nghệ sĩ để nối tiếp con đường của má. Như ngày xưa, má đã hy sinh thân mình để cứu con trong ngọn lửa. Nếu như ngày xưa má không cứu con trong ngọn lửa thì bây giờ má không có như thế này. Bây giờ không có con phải không hả má? Con thương yêu của má, má biết
mà không còn sống trên cõi đời này bao lâu nữa. Má đừng nói vậy mà. Má mong sao má chết đi rồi con đừng có tự trách mình. Là những việc làm không phải của con đối với má. Má, con ơi, má mang nặng đẻ đau 9 tháng cưu mang lo cho con từ ngày con khôn lớn. Con, những ngày má đi hát gian lao cực khổ, má dành dụm một số tiền má sẽ đưa lại cho con để con trang trải nợ nần, để cho con an tâm mà hoàn thành ước nguyện của mình. Mà không biết cải lương có thể tồn tại tới bao giờ. Nhưng má mong con đừng phủ bỏ cái nghề mà má dành tất cả tâm huyết để truyền dạy cho con. Mẹ, con hứa với mẹ. Con ơi. Dạ. Con, cái nghiệp mặc cả cuộc đời, cho đến khi nhắm mắt, chúng ta cũng không thể rời xa nó. Khán giả và sân khấu sẽ mở rộng vòng tay để đón con về, cũng như má hằng ngày má khắc khoải mong chờ mẹ gặp lại đứa con thân yêu của má. Má ơi, bây giờ con hát cho má coi nha má. Con hát lại những cái gì mà ngày xưa má dạy cho con nha má. Má ơi, má coi con hát nè má. Con sẽ hát cho má xem nha má. Dạ, thần nhi bái kiến mẫu hoàng, chúc lệnh mẹ tuệ tăng dạng tuệ. Dạ, thần nhi bái kiến mẫu hoàng, chúc lệnh mẹ tuệ tăng dạng tuế. Dương nhi đó. Dạ con đây thưa mẹ. Ta miễn lễ cho Dương nhi. Đội ơn mẹ, vừa được tin mẹ gọi, con vội và ứng hầu. Này Dương Nhi. Dạ. Nghe mẹ hỏi, chẳng hay con cầm quyền chân thượng, trị đạo chân dân ngoài tất cả quận châu trong triều nội, một mình còn sanh sát, vậy mà chưa vừa dạ nữa hay sao? Mà con muốn cầm quyền luôn cả mẹ vậy hả Dương Nhi? Dạ thưa mẹ, con xin thề đầu con đổi trời, chân con đạp đất, nhật nguyệt chiếu hai dần, chứng cho lòng con ai thảo. Dẫu hôm nay cầm quyền trị đạo, nhưng con lúc nào cũng hiếu kính với mẫu thân. Hiếu kính lắm có phải không con? Con nghe ta hỏi, quận chúa Dung là con của mụ, tại sao ngươi lại định chữ du quê mà không thèm nói cho mụ già này biết một tiếng? Là tại sao vậy ân vua con? Dạ thưa mẹ, vì đây là chuyện đại sự quốc gia nên con chưa kịp trình báo qua cùng với mẹ. Nói cấm ngươi đi. Ừ.
Dương Nhi. Dạ. Ta không muốn nghe ngươi nói dù chỉ một lời. Hành động của ngươi vô cùng hèn hạ tiểu nhân. Ta quyết định rồi, ta gả Ngô Quận Chúa cho Lưu Quyền Đức. Hả? Ta kỳ hạn cho ngươi trong vòng 3 ngày nữa, ngươi phải đưa Lưu Quyền Đức đến Cam Lồ Tự để cho mẹ xem tài tướng. Với bất cứ kẻ nào có hành động tiểu nhân, âm mưu ám hại, ta sẽ truyền lệnh tru di tam tộc. Mẹ! Dù cho kẻ đó là vua. Ta về. Mẹ! Mẹ! Mẹ ơi, mẹ ơi, con hát còn hay không hả mẹ? Mẹ xem con hát thế nào hả mẹ? Có giống như gì mẹ dạy con ngày xưa? Mẹ ơi.